Như thường lệ, mở đầu cho chương trình mời quý vị cùng đến với chuyên mục quen thuộc Bạn Có Biết. Hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về dân số của Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ. Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đô thị mà có tuổi đời trẻ trong các đô thị ở Việt Nam, chỉ hơn 300 năm lịch sử. Tuy nhiên lại là đô thị có quy mô dân số lớn nhất cả nước. Dân số hiện nay ở thành phố mình ước tính khoảng hơn 8 triệu người. Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi thu hút đông đảo lượng dân di cư từ khắp mọi miền cả nước về đây làm ăn sinh sống, tạo nên một bức tranh đô thị rất là sinh động và muôn màu sắc văn hóa. Và từ thuở khai sinh lập địa cho đến nay thì thành phố đã được mệnh danh là thành phố ngã ba đường. Và câu chuyện về những người dân thành phố qua các thời kỳ lịch sử ngày hôm nay mà chúng tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn sẽ là một góc nhìn rất thú vị để giúp cho chúng ta hiểu hơn về vấn đề này. Theo như sử liệu xa xưa nhất thì vào năm 1698, dân số ở vùng đất này chỉ vỏn vẹn có 5.000 dân. Sau đó một thế kỷ, khi mà Sài Gòn thuộc về trấn Phiên An thì dân số đã tăng gấp 30 lần, tức là vào khoảng 150.000 dân. Và sự gia tăng nhanh chóng này chủ yếu đến từ luồng di dân từ các tỉnh miền Trung vào. Tuy nhiên khi Pháp đổ súng xâm lược nước ta, tức là vào năm 1858, thì dân số thành phố đã bị giảm sút một cách trầm trọng. Cả Sài Gòn và Chợ Lớn lúc đó chỉ có chưa tới 20.000 dân. Trong đó thì Chợ Lớn có vào khoảng 10.000 người và Sài Gòn thì chỉ có khoảng từ 7 đến 8.000 người. Cái nguyên nhân chính đó là do người dân lánh nạn chiến tranh hoặc tham gia vào các phong trào chống Pháp và di dân đi nhiều tỉnh khác. Theo như cuộc tổng điều tra dân số Nam Kỳ vào năm 1909 thì dân số toàn Nam Kỳ khi đó là khoảng 1 triệu người. Trong đó thì Sài Gòn và Chợ Lớn là 223.000 dân. Và một điều thú vị đó là ở thời kỳ này thì dân số ở Chợ Lớn gấp 3 lần dân số ở Sài Gòn. Trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất vào năm 1914-1918 thì Pháp đã tiến hành một đợt tổng điều tra dân số để phục vụ cho việc bắt phu bắt lính phục vụ chiến tranh. Thì theo đó vào năm 1916, dân số Sài Gòn Chợ Lớn vào khoảng 250.000 người, trong khi dân số Nam Kỳ là khoảng 3.200.000 người. Đặc biệt là nếu như mà xét trên góc độ cư dân đô thị thì cả Sài Gòn và Chợ Lớn lúc đó chiếm đến 70% dân đô thị ở toàn Nam Kỳ. Điều này cho thấy vị trí trung tâm của Sài Gòn và Chợ Lớn trên toàn Nam Kỳ. Tiếp trên đà phát triển thì dân số thành phố của chúng ta đã đạt cán mốc 1 triệu người vào năm 1947 và cho đến chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 thì con số này đã tăng gấp đôi, tức là khoảng 2 triệu người. Năm 1996, theo thống kê thì dân số thành phố của chúng ta đã tới 4 triệu 800.000 người và con số mới nhất gần đây năm 2013 thì theo công bố Điền đã chia sẻ là khoảng 8 triệu người. Và trong suốt lịch sử hơn 300 năm thì Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh luôn thể hiện là một thành phố mở, sẵn sàng đón nhận những di dân từ khắp mọi miền đất nước tập trung về đây để mà mưu sinh kiếm sống. Và đặc biệt là trong thời kỳ toàn cầu hóa thì Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh còn là điểm đến của rất nhiều lao động ở nước ngoài đến đây sinh sống, làm việc và định cư.